viên mà. Chính Giê-xu. Có Chính Giê-xu. 8 triệu hơn. Có 8 triệu. Đứng lên được kìa. À. Chỗ hai người không không đủ. Bây giờ em cảm thấy trong người em sao? Đói bụng. Trời ơi, đau bụng đã giờ đói bụng. Thôi được rồi, bây giờ anh đi mua nấu cháo cho em ăn nha. Thôi nấu làm gì? Cháo ngoài đầu đường Tư nó bán. Em sao khoái ăn cháo của một cha đó quá. Hay là mê chả đâu phải không? Mệt quá, gì cũng ghen hết trơn. Thương em, yêu em, anh mới ghen. Rồi đang đau bụng sao không gọi bác sĩ tới đi? Em ráng đi, anh đỡ em xuống dưới đó. Anh nhờ cha Tám nè, chả chạy xe ôm á. Cái chả chở em tới bệnh viện. Không, bác sĩ khám ở nhà. Thôi được rồi, để anh kêu cái bà bác sĩ này tới đi. Ôi, ông bác sĩ này ông mát tay, em chịu bác sĩ này à. Trời ơi, bộ thằng chả có rờ rẫm gì em hả? Sao mày biết thằng chả mát tay? Trời ơi, không cái ai không rờ sao khám được. Rồi, được rồi, bây giờ anh điện cho ông bác sĩ đó cho em nè. Mệt ghê luôn. Alo. À dạ bác sĩ ơi, bây giờ vợ tôi nó bị đau bụng quá đó bác sĩ. Bây giờ là bác sĩ tới khám giúp liền giùm vợ tôi ngay bây giờ luôn nha bác sĩ. Để tôi chỉ đường cho bác sĩ đi nha. Dạ tới rồi. Đồng bộ. Đang ngồi nói chuyện với ba anh như này nè. Không khó mà ông cứ nghi tôi ăn trộm cắp thế này. Mấy em về đi. Ê, tao. Trời đất ơi, thấy chưa, tổn thức thấy hay không? Trời ơi, định chỉ đường là ông tới trước cửa rồi. Ông nội này, ông me vợ tôi lâu lắm rồi nè. Đâu có, mẹ... em gọi nãy giờ mà. Đó, thấy không? Tôi biết mà, gọi trước rồi nữa ha. Mệt. Ê, ba nó hồi nào? Trời ơi, nó là chồm sớm tôi chứ ba, nó kêu tôi qua chở vợ đi khám bệnh rồi đâu ra ba. Ủa, anh chồm sớm nè hả? Ờ. Trời ơi, hết thảy nó ôm. Nè nó ôm. Bác sĩ, dạ. Bác sĩ tới rồi hả? Dạ, mời bác sĩ lên trên. Dạ. Ngồi chơi chờ chút xíu nha. Ngồi chơi chờ xíu. Dạ. Mời bác sĩ. Ủa bác sĩ hả? Ủa bác sĩ mà nãy giờ mình nói tầm bậy bạ tưởng. Chào chị. Chào bác sĩ. Sao rồi mà... Ê, bảy. Trời ơi bác sĩ ơi. Nãy bắt tay tôi dưới đủ rồi. Trời ơi, tay bệnh nhân. Bây giờ sao anh ra ngoài để tôi khám? Không, bác sĩ khám tôi đứng đây chơi à, tôi coi mà. Đâu có được, bệnh nhân ta tâm lý ta bất ổn lắm hiểu không? Ta bị phân tâm khám được, đi ra ngoài đi. Rồi bác sĩ yên tâm đi, tôi không có đụng chạm gì đâu, bác sĩ cứ khám bình thường. Tại vì tôi coi vợ tôi nó bị gì vậy thôi. Giờ có cho khám không? Nghi lắm mà trái trời ơi trời, nhớ kỹ giùm anh nha em ơi. Nhìn bác sĩ này gian lắm á. Trời ơi, tôi chưa thấy ông chồng là như ông này, ghen quá vậy, sao chưa để ghen với chị? Ông chạy á. Vậy hả? Thôi diễn cái áo lên kìa. Mày gì vậy? Trời ơi, ông khám cái gì ông khám? Thí dụ mà cao lắm mà bắt mạch hay cái gì, tự nhiên ông lấy cái này ỉnh vô bụng vợ tôi sao được? Anh nói nghe buồn cười, ủa ta khám bệnh thì ta phải khám để ta biết bệnh gì chứ, anh cứ cấm này cấm nọ sao khám ra bệnh nữa. Bác sĩ khám khôn quá vậy, vợ tôi đau kìa, vợ mình đau kìa, cái đứt bây giờ lại kêu bác sĩ nữ đi không chịu. Trời đất ơi, mai mốt ta già ta lấy vợ già để cho đỡ ghen, lấy vợ trẻ chứ ghen quá trời quá đất. Rồi chị để coi thử. Mệt lắm hay chị hả? Đau lắm. Rồi mệt tim vậy là phải mệt, đúng rồi. Chú sẽ tim đập dữ quá mà làm gì. Rồi. Gì nữa? Ông đuổi tôi ra là ý đồ rõ ràng luôn không? Cái gì vậy? Hồi nãy ấn dưới này, bây giờ tự nhiên trời nó lên tới trên đây. Trời rồi. Trời ơi, tôi nghe nhịp tim mà tôi phải để đó chứ. Bây giờ nghe nhịp tim lẽ để anh dai. Bác sĩ ơi, tim nằm đây. Hả? À? Đúng không? Bây giờ bác sĩ phải tế nhị bác sĩ để cái bạn này cả đắc ông nghe sao này. Vậy tôi về. Anh kiếm một bác sĩ nào mà giỏi thiệt giỏi mà ông để sau lưng mà ông nghe được cái nhịp tim là anh kêu. Trời đất, cái gì bạn ghen dữ vậy?
Thôi. Bây giờ anh mời đi ra ngoài được chưa? Ra ngoài thì ông khám sau coi cho được nha. Trời ơi, tôi mệt anh ghê. Thôi đi, anh ra ngoài đi, anh yên tâm, không có gì đâu hả? Khóa cửa luôn đi bác sĩ ơi. Rồi, yên tâm không có sao đâu ha, vậy đi. Mày lấy cái này mày đặt đâu vậy nè? Tức không? Bây giờ chú có tức, chú có giận, chú có gì chú cũng đàng hoàng. Chú làm gì chú đập đầu chú ập 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 ập. Bác sĩ. Bác sĩ sao? Đang ve con vợ tôi ở trên đó. Vậy à? Chính mắt tôi thấy nè, khám bệnh cho bệnh nhân. Thấy không? Thường thường tôi thấy người ta vô là ta khám tay nè, bắt mạch nè. Đúng không? Cái này ông không có bắt mạch. Làm sao? Ông kêu vợ tôi kéo áo lên. Cái ông lấy tay ông chọt ấn ấn vậy nè. Nó xong rồi, anh còn biết sao nữa không? Sao? Sự cái nó đuổi tôi đi ra. Đuổi tôi đi ra ngoài, vợ tôi cũng nghe lời trả đuổi tôi ra ngoài. Đó, rồi cái tôi vừa ra ngoài của tôi, hé cửa vô tôi thấy nó không chọt ở đây nữa. Chứ làm gì? Mà nó lên, nó để dưới đây nè. Thôi bây giờ chờ đi, chờ bác sĩ ông ra đi rồi mình hỏi. Chờ ông xuống. Đó, thấy chưa? Gì vậy? Anh nghe không? Trời ơi, tôi làm cái gì con vợ tôi la. Á, ta thấy không? Trời ơi, chết rồi. Tôi phải đi làm được. Ngon. Hả? Qua đây. Tôi nói chú nè, cái gì cũng vậy, ha? Mình phải bình tĩnh lại. Để coi cái chuyện nó không nào tỉnh được anh ơi. Đứng im ở đây. Tôi chọn số, tôi là đáng anh chú. Quyền huynh thế phụ. Coi như tôi thay cha. Tôi dạy chú được không? Hỏi chuyện gì anh? Ông anh là bác sĩ. Tôi hỏi tại sao có cái chuyện như vậy. Bác sĩ cũng trình bày cho tôi biết coi. Ông nói là giống như là dê vợ đó vậy. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu ý rồi. Ông anh này ông nghe quá nên tôi nãy giờ tôi khám là một bình thường, một bác sĩ khám cho bệnh nhân thôi, đâu có gì đâu. Thì chị kêu chị đau bụng đầu tiên là thì tất nhiên là tôi phải rờ vô bụng để tôi khám, tôi biết cái đau chỗ nào. Đâu làm sao vậy? Tại đau anh đứng vậy thôi. Khám sao? Yeah, đó chị kêu chị đau bụng thì tôi rờ bên này đó coi. Thì cái bụng nó có cứng, nhiều khi nó cứng. Trời, cái bụng anh hơi cứng cứng, coi chừng bị gan nha. Gì có cứng cứng đó, coi chừng bị gan. Bị gan không? Nó cứng này là tôi tập thể dục, tôi tập nhiều. Tập thể dục tôi chết này kia, nó cứng. Nó bậy nó bạ không? Họ có nhiều ông uống rượu bia nhiều cái mì gan. Đó, rồi vậy thôi. Rồi ông không vô, ông ghen. Rồi tất bà kêu mệt. Thì tôi để ông nghe tôi khám tim. Cũng ghen nữa. Ghen vậy sao khám bệnh được? Nhưng mà khi mà khám cái tim á. Có cái ống nghe đó. Cái tay có đụng vô hay là đụng vô ống nghe? Không, mình chỉ cầm cái ông nghe mình khám thôi chứ đâu có gì đó, đâu. Thí dụ như gì đó hả? Đúng rồi. Đó. Vậy đó. Mày điên hả? Mày khùng nè, cái gì khùng nè. Người ta khám bụng, ta khám có đau bụng. Có cái này, ta coi có cứng không? Là cái nếu mà cứng ở đây hả? Ấn vô đau là coi như có vấn đề về gan. Hiểu chưa? Còn tim đập nhanh quá. Muốn khám tim thì ta có ống nghe, ta phải đặt vô ta nghe. Đúng rồi. Sao không khám ngoài sao? Ở đây cũng tim rồi, ngoài sao thì tôi nó cũng... Nè. Sao là phổi? Nghe không? Phổi. Đó không? Sao là phổi? Nghe nhẹ không? Phổi. Đây người ta bác sĩ. Thấy không? Y đức người ta có. Bác sĩ là người ta đàng hoàng. Làm tôi cũng hiểu lầm. Ghen á. Thì ai không ghen? Yeah. Ớt nào mà ớt cũng cay. Yeah. Ghen nó giống như cái ngọn lửa. Ngọn lửa nhỏ thôi. Yeah. Gia đình mà ngọn lửa nhỏ nó cứ âm ỉ hoài. Cứ vậy hoài biết một ngày nào đó ngọn lửa nó phải bùng lên. Mà tới lúc nó bùng lên phát lên rồi á. Cái hạnh phúc của mình nó sẽ ra đi. Nhớ chưa? Nhớ. Qua bển nói chuyện ta đàng hoàng. Giờ cười được rồi đó. Anh hiểu anh thông cảm là được rồi. Thôi tôi thì nãy giờ rồi tôi cũng ghen quá. Tôi có những cái sai sót. Xin lỗi bác sĩ. Cũng nhờ anh Tám tôi mới hiểu ra được sự việc. Thôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thôi được. Dạ. Bây giờ để đưa cái đơn thuốc rồi anh mua thuốc cho chị nhà uống. Dạ. Bây giờ ấy vậy nè, nãy đi bằng xe cái gì tới để coi như là có công chuyện làm ăn đây. Đi xe ôm tôi chở về ha. Bảy bác sĩ đi xe ôm nắng nổ tội nghiệp lắm, để tôi kêu taxi cho bác sĩ đi. Hả? Kêu taxi để đưa cho bác sĩ về. Taxi rồi hả? Ủa vậy là hôm nay cái tôi bị tôi nghe là công không nữa rồi ha.